Diệu Nhi chính thức về chung một giường, sinh hoạt chung mọi hoạt động sau 1.5 tháng cách dính. Hai chị em được ngủ cạnh nhau, cả hai chị em xuất hiện với thần thái khỏe mạnh, rạng rỡ và đáng yêu. Cứ như Diệu Nhi liên tục cười đùa khi được bố mẹ các bác sĩ vào thăm. Mọi cảm giác lạ lẫm ban đầu của hai cơ thể độc lập đều được xóa tan. Trước đó, Trúc Nhi đã được tháo nẹp ngày 19 tháng 8 và Diệu Nhi cũng đã được các bác sĩ tháo nẹp bột vào ngày 28 tháng 8. Hai chị em sẽ được các bác sĩ lên kế hoạch tập vật lý trị liệu, sẵn sàng cho việc tập đứng tập đi, những bước đi đầu tiên sau khi có một cơ thể tách rời nhau. Giờ đây, hai bé đã có thể ngồi, đánh dấu một bước lớn về sự phục hồi trong niềm vui mừng của ba mẹ. Chuyên gia dinh dưỡng Bệnh viện Nhi đồng thành phố cho biết, hiện Song Nhi được 14 tháng tuổi, mỗi bé nặng khoảng 8kg, chiều cao ước tính 72cm. Hai bé có thể ăn hoàn toàn bằng đường miệng, uống 7 cửa sữa mỗi ngày. Để đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng trong độ tuổi này, hai bé cần nạp khoảng 1.000 calo mỗi ngày, tăng cường protein và chất béo. Với chế độ ăn giàu dinh dưỡng kết hợp tập vật lý trị liệu, Song Nhi sẽ tiêu hóa tốt hơn và chóng lớn. Ngày 15 tháng 7, hai bé được tách rời thành công sau 13 giờ phẫu thuật. Thời gian tới, Song Nhi phải trải qua 4 cuộc đại phẫu tạo hình khung chậu, tiết niệu, tiêu hóa và tầng sinh môn. Các bác sĩ sẽ theo dõi hai bé đến năm 18 tuổi, đảm bảo khả năng sinh sản.